người ngoại đạo, ngoại đạo rồi, đây thêm một người ngoại đạo nữa. Con là gì? Dạ. Con đọc gì? Con Bên Lương ạ. À, bà bảo bà Bên Lương chứ bà không ngoại đạo. À, rồi Bên Lương. Con là, xin giới thiệu, con là Phan Thị Hà, năm nay là 69 tuổi, con ở nhà thờ Đức Tân, con là Vinh Phật ạ. Hôm nay được là cô Vinh dẫn đi 4 lần, cô Vinh là đi chuyện nào cũng gọi con đi. Đây là đến đây là con là bị hái tay hái chân bị khớp nặng. Và đến đây là con cộng đồng cho chồng con bị tái biến 10 năm nằm tại chỗ. Hôm nay con đến đây để cầu nguyện cộng đồng và cha và anh chị em để cộng đồng cho gia đình con ông đi được nhẹ nhàng, dạ, khỏe mạnh. Đây, tôi phân hứa chị cái máy nha, 365 bài giảng. Dạ, dạ, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng. Dạ, Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi, mời chị xuống. Còn người ngoài đạo nữa.